quay cho mọi người xem nha. Tiên quay cho mọi người xem rửa xe ở đất nha. Máy rửa xe tự động. Đầu tiên là nó xịt bên ngoài hết, nhớ đóng kính rửa xe nha. Nó xịt bên ngoài hết. Đó, nó có hai cái cây đút vô chỗ mấy bánh xe. Đây, xung quanh đó. Đó, đút vô chỗ bánh xe, rửa cái niềm xe này này nọ. Bữa nay trời nắng, bà con đi rửa xe quá trời luôn, phải đứng xếp hàng. Ui, nó giặt nước. Nó rửa cũng sạch lắm đó nha. Cái cây hai bên nó chạy nha, cái xe mình đậu ren từ trắng đến lại hai cây hai bên chạy tới chạy lui vòng vòng cái xe để nó rửa. Hai cây hai bên và ở trên nó cũng có một cái cây nữa. Rồi xong.